Xin chào các khán giả của kênh Bình Luận Viên Tạ Biên Cương Plus. Hôm nay chúng ta lại đến với những câu chuyện World Cup. Đất nước Triều Tiên dường như không chủ động tiết lộ bất cứ thứ gì bên ngoài. Những gì thế giới biết về họ nhờ thông tin ít ỏi từ báo giới Hàn Quốc và phương Tây, đa phần trôi nổi trên mạng, ít được kiểm chứng. Chẳng cần phải nói đâu xa, từ sau hội nghị thượng đỉnh năm 2019 diễn ra ở Việt Nam cho đến nay, Triều Tiên quay lại với sự bí ẩn. Đất nước này đã phong tỏa biên giới trong đại dịch, ngay cả với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn của Triều Tiên. Khi tình hình Covid-19 ở Việt Nam cũng như các nước trong khu vực lên đến đỉnh dịch, Triều Tiên được công nhận là đất nước đầu tiên trên thế giới không ghi nhận bất cứ trường hợp mắc bệnh nào. Khó tin thật đấy, nhưng đây mới chỉ là một trong rất nhiều điều bí ẩn ở đất nước này. Năm 1966, kỳ World Cup thứ 8 diễn ra trên lãnh thổ của nước Anh. Châu Á chỉ có một đại diện duy nhất và bằng một cách thần kỳ nào đó, họ đã xuất sắc loại một đội tuyển Italia hùng mạnh để giành quyền vào vòng trong. Đối với người Bắc Hàn, điều kiện đủ để tham dự giải đấu là sự hỗn tạp kỳ lạ giữa những lệnh cấm vận và kiện tụng. Và hành trình lọt vào vòng chung kết lại càng khó khăn hơn cho họ. Ban đầu, một hệ thống ngoại giao phức tạp khiến các nước Úc Châu và Phi Châu quyết định tẩy chay giải đấu bằng việc không đá vòng loại. FIFA cũng ra lệnh cấm Nam Phi vì nạn phân biệt chủng tộc. Điều đó có nghĩa là World Cup 1966 hoàn toàn sạch bóng các đại diện của lục địa đen. Lúc này đã xác định được 15 cái tên bước vào vòng chung kết. Vậy nên Australia, Triều Tiên và Hàn Quốc phải thi đấu playoff vòng tròn tính điểm được tổ chức ở Nhật Bản để xác định tấm vé cuối cùng. Vì những lý do đến nay vẫn chưa rõ ràng, địa điểm thi đấu playoff được rời đến Campuchia sau khi Hàn Quốc tiếp tục rút lui vì chính trị bất ổn. Thể thao nói chung và bóng đá nói riêng vẫn là điều hết sức hạn chế ở châu đại dương. Thế là Triều Tiên dễ dàng đánh bại tuyển Australia ở cả hai lượt trận tranh vé vớt. Họ chính thức có trong tay tấm vé cuối cùng đến Anh mà không mất quá nhiều công sức. Nhưng chớ trêu thay, chính trị điều nhạy cảm nhất thời điểm đó lại là rào cản cuối cùng của Bắc Hàn. Chẳng có gì là đơn giản trong thể thao khi chính trị luôn dính líu vào mọi sự kiện. Dù cho con đường đến Anh thông qua vòng loại đã được thông suốt, thì người Triều Tiên chính xác theo tên đầy đủ là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Chưa hết, những ký ức đau thương về cuộc nội chiến trên bán đảo Triều Tiên thập kỷ trước vẫn là một vết thương lòng sâu sắc đối với lịch sử. Cuối cùng thì Liên đoàn bóng đá Anh FA đã có cách giải quyết ổn thỏa cả đôi bên trong quá trình diễn ra World Cup. Quốc kỳ của Triều Tiên đã có thể tung bay bên cạnh quốc kỳ của những nước khác tham dự, nhưng quốc ca chỉ được sướng lên đối với những đội tham gia trận khai mạc và trận chung kết. Với việc trận khai mạc là sự góp mặt của đội chủ nhà Anh và Uruguay và khả năng lọt vào trận đấu cuối cùng của Triều Tiên gần như là không thể. Cái tên Triều Tiên cũng là tên gọi chính thức của đội bóng trong giải đấu lần này. Nếu như chính phủ Anh nghĩ rằng những biện pháp dàn xếp trên đều đã ổn thỏa, thì khả năng những người dân địa phương bày tỏ sự oán giận đối với Triều Tiên sau những gì xảy ra ở cuộc chiến là vẫn còn đó. Vì lọt vào bảng D nên những trận đấu của họ được sắp xếp thi đấu ở vùng Đông Bắc, tại sân Roker Park của Sunderland và Orosham Park của Middlesbrough. Sau khi cả đội bay đến London, họ đã cùng nhau di chuyển bằng tàu hỏa đến Middlesbrough và nghỉ tại khách sạn George. Trận mở màn của các cầu thủ Triều Tiên diễn ra trên sân vận động Iron Park vào ngày 12 tháng 6, đối đầu với Liên Xô cũ. Những cầu thủ đến từ châu Âu áp đảo hoàn toàn đại diện đến từ châu Á về sức mạnh và thể hình. Điều này giúp họ dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-0, và có vẻ như hành trình của Triều Tiên tại giải đấu đã sớm kết thúc. Trong trận đấu thứ hai, họ đối đầu với Chile và đã tiếp cận trận đấu theo một phong cách rất Nam Mỹ. Ít những pha đọ sức tay đôi hơn mà thay vào đó là kỹ thuật xử lý với trái bóng, một thế mạnh của Triều Tiên. Khi thời gian thi đấu của hiệp 1 trôi qua được một nửa, Chile là đội vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Marcos trên chấm penalty. Nhưng khi trận đấu đi đến hồi kết, Park Seung-jin đã ghi bàn gỡ hòa cho Triều Tiên, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Sau trận đấu, tờ The Times đã có sự thay đổi so sánh những đánh giá ban đầu về Triều Tiên. Hiếm có đội bóng nào giành được vị trí đặc biệt trong tim những người hâm mộ ở Middlesbrough như Triều Tiên ngày hôm ấy. Tờ báo này bình luận: với việc mới chỉ ghi được một bàn thắng duy nhất thì Triều Tiên sẽ là đội dừng bước nếu trận đấu giữa họ và Italia kết thúc với tỷ số hòa. Mặc dù vậy, họ vẫn có cơ hội tiến vào tứ kết. Tất cả những gì họ phải làm là đánh bại Azuri hùng mạnh đang chờ ở phía trước. Sau khi thất bại một cách đầy xấu hổ tại kỳ World Cup 4 năm về trước diễn ra tại Chile, Italia tiến hành cải tổ để trở lại với niềm kiêu hãnh dân tộc. Trong 3 năm gần nhất, AC Milan và Inter Milan liên tiếp giành được các danh hiệu châu Âu. Đội tuyển quốc gia cũng được xây dựng trên bộ khung của hai đại diện thành Milano đang tràn đầy lòng quyết tâm đánh bại các cầu thủ Triều Tiên. Những người phải nhờ đến sự thần kỳ nơi đôi cánh của Thiên Lý Mã để giúp họ đi tiếp. Thật khó để nói rằng Bắc Triều Tiên áp đảo Italia, dù không thể nói điều đó hoàn toàn sai. Nhưng hầu hết xuất phát từ việc đội bóng thiên thành gặp bất lợi khi huyền thoại Giacomo
Bulgarelli của Bologna dính chấn thương đầu gối sau nỗ lực truy cản Park Seung-jin, Italia phải chơi với 10 cầu thủ vì ở luật bóng đá vẫn chưa phổ cập việc thay người. Khoảnh khắc định mệnh đến ở những phút cuối cùng của hiệp 1, sau một pha phá bóng từ phía các cầu thủ Italia nhưng bóng dội trở lại không thành, Park Duic hãm bóng một cách khéo léo rồi dứt điểm, đưa bóng lọt qua tay thủ thành Anbetwasi bay vào lưới. Bắc Triều Tiên vươn lên dẫn trước chỉ 5 phút trước khi hiệp 1 kết thúc. Thật tuyệt vời. Một bình luận viên của kênh BBC đã hét lên thật to khi điều thần kỳ đó xảy ra trên sân vận động Aerosun Park. Thủ môn thuộc biên chế của Fiorentina lúc đó có lẽ đã làm tốt hơn, nhưng đó chính là định mệnh. Thiên Thành lúc này ngập trong muôn vàn rắc rối. Dù có được những cơ hội để gỡ hòa, nhưng Azuri vẫn không thể chọc thủng hàng thủ vững như đá của Bắc Triều Tiên. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0, Italia ra về trong sự xấu hổ tột cùng. Kết quả này gây chấn động trong làng bóng đá khắp thế giới. Cánh nhà báo như nổ tung, Arnold Hall của tờ Daily Express viết: Park Dunic hôm qua đã châm ngòi cho một vụ nổ lớn trong làng bóng đá. Anh ghi một bàn thắng loại Italia khỏi World Cup, qua đó đưa đội bóng vô danh Triều Tiên vào vòng tứ kết, khiến Middlesbrough được chứng kiến cảnh tượng của một đêm điên rồ. Trong khi đó, cũng trên bài báo của The Guardian, đề cập trước đó, người hâm mộ Middlesbrough phát biểu: Mọi người đến để xem Italia thi đấu, nhưng trận đấu nhanh chóng đảo chiều sau khi Park Duic ghi bàn, cả sân vận động như nổ tung. Tôi không thể tin vào điều mình chứng kiến, từ đó chúng tôi chào đón họ và vẫn nói về họ cho tới tận bây giờ. Không ai trông chờ vào điều đó, nhưng trong một khoảnh khắc, nhiều thông tin khó tin hơn còn được đưa ra. Với việc được vào vòng tứ kết đối đầu với Bồ Đào Nha của Eusebio, Torres và Coluna, Bắc Triều Tiên khó có thể có được một bất ngờ thứ hai. Tuy nhiên tại Goodison Park khi ấy, một trong những trận cầu kịch tính nhất lịch sử, các kỳ World Cup chính thức xuất hiện. Hơn 40.000 cổ động viên có mặt trên khán đài khi ấy tỏ ra sửng sốt, bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phút 25 và bảng tỷ số đã là 3-0 nghiêng về phía Triều Tiên. Nhưng bất ngờ, Triều Tiên đã phải nhường chỗ cho một hiện tượng sau này trở thành một huyền thoại lớn nhất của bóng đá thế giới, Eusebio. Báo đen của Bồ Đào Nha ghi 4 bàn giúp Bồ Đào Nha thắng ngược Triều Tiên 5-3. Thua trận nhưng hình ảnh về đội tuyển Triều Tiên thi đấu quật cường với cái đầu ngẩng cao khiến tất cả còn phải nhớ mãi. Trận thua trước Bồ Đào Nha là một kết thúc cho một giấc mơ đẹp. Các cầu thủ áo đỏ sau đó trở về với tư cách là những người hùng. Park Duic được tặng huân chương, vận động viên nhân dân. Tuy vậy, mọi thứ chẳng thể kéo dài lâu. Sau chiến thắng này, có rất nhiều truyền kỳ sai lệch về số phận của các cầu thủ Triều Tiên khi họ trở về nước. Tờ Daily Star từng dẫn lời Kang Chun-hwan, một người thoát khỏi Triều Tiên, kể lại rằng những cầu thủ Triều Tiên sau World Cup 1966 đã bị giam vào trại cải tạo cùng nhiều chi tiết không được kiểm chứng khác. Song BBC, cơ quan uy tín của Anh Quốc, thì từng thực hiện một phóng sự kể lại rằng toàn bộ đội hình đội tuyển Triều Tiên tại World Cup 1966 sau khi trở về Bình Nhưỡng đã sống an nhàn và được hưởng phúc lợi cho đến tận sau này. Những truyền kỳ gây tranh cãi và niềm cảm hứng về đội Triều Tiên tại World Cup 1966 đã thôi thúc đạo diễn Daniel Gordon của Anh làm một bộ phim về chiến công của đội tuyển Triều Tiên tại World Cup trên đất Anh. Tờ The Guardian vào năm 2010 khẳng định phải mất 4 năm Gordon mới được cho phép nhập cảnh vào Triều Tiên, nhưng sự chờ đợi càng thúc đẩy ông tạo nên những thước phim quý giá. Bộ phim The Game of the Lives, trận đấu của cuộc đời, đã ra đời năm 2002, tạo nên tiếng vang lớn không chỉ ở Triều Tiên mà còn trên toàn thế giới. Bộ phim kéo dài 80 phút được đề cử vào hạng mục phim tài liệu hay nhất ở Anh vào năm 2003, và sau đó đều gây tiếng vang ở các liên hoan phim tại Sheffield, Tây Ban Nha hay Seattle của Mỹ. Sự kiện của Triều Tiên thời điểm ấy là một cơn địa chấn của bóng đá thế giới. Nhưng khi nhìn lại, Triều Tiên có thể tiến xa hơn ở World Cup 1966. Nếu là sự thật, quả thực đó là sự kiện lịch sử đầy trọng đại đối với đất nước đến từ Á Châu. Kể từ sau World Cup năm 1966, đội tuyển quốc gia Triều Tiên mới trở lại giải đấu lớn nhất thế giới ở Nam Phi vào năm 2010. Thật không may, những gì đoàn quân của Cholima đã từng thể hiện trong quá khứ dường như đã biến mất. Không còn những pha bóng tấn công đẹp mắt và lối chơi cống hiến, Triều Tiên dường như luôn co cụm trong thế phòng ngự và run rẩy trước những đợt tấn công của đối thủ. World Cup 2014 và 2018, Triều Tiên không thể vượt qua vòng loại. Tại vòng loại World Cup 2022, khi Việt Nam của chúng ta được tham dự ở vòng loại cuối cùng, thì đội bóng này lại xin rút lui vì lý do dịch bệnh Covid-19. Đôi lúc bạn sẽ nghe đến một sự thật bất ngờ, chú ý đến một cái tên hoặc cố gắng ghi lại trong trí nhớ về một ngày tháng nào đó với hy vọng mơ hồ rằng biết lúc nào đó trong tương lai, bạn sẽ tham gia vào trò đố vui ở quán bar hay xem chương trình trên TV mà có ai hỏi bạn một câu đại loại như: ai nhớ được tên cầu thủ Triều Tiên từng ghi bàn đánh bại đội tuyển Ý ở World Cup 1966 không nào? Khi đó câu chuyện mà Biên Cương kể hôm nay sẽ đọng lại và bạn hãy nhảy cẫng lên, tràn đầy sự tự tin và hãnh diện vỗ ngực: tôi đây, tôi biết, để tôi kể cho mà nghe.
Vâng, cảm ơn quý vị đã nghe câu chuyện mà Biên Cương kể ngày hôm nay. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mong quý vị cùng ủng hộ kênh Tại Biên Cương Plus bằng những lượt like và đăng ký. Xin chào tạm biệt một lần nữa và chúc quý vị nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và hãy đón chờ World Cup năm nay để biết đâu lại có thêm một hiện tượng như đội tuyển Triều Tiên của World Cup năm 1966 thì sao.